À, vâng, xin chào toàn thể các anh chị nhà phân phối. Vâng, lại là em Phương đấy ạ. À, vâng, thì các anh chị hẳn cũng đã biết là từ thời điểm đầu tháng 7 khi mà công ty tổ chức buổi họp thủ lĩnh 3 sao tại toàn bộ các khu vực ở trên cả nước, thì công ty cũng đã công bố, chính thức công bố là cái chương trình thi đua mới. Đó là chương trình thi đua phát triển địa bàn và gia tăng điểm bán, đúng không ạ? Vâng. Thế thì các anh chị cũng cảm nhận là trong thời gian qua chương trình này đã có một cái sức nóng rất là lớn đang lan tỏa tới dưới địa phương của mình, tới những đội nhóm tại dưới địa phương, thật sự là rất là tốt. Và cái danh sách tham dự thi đua thì chúng ta cũng đã kết thúc vào 17 giờ ngày 20 tháng 7 vừa qua. Và các anh chị cũng thấy đúng không ạ, một tuần vừa qua chúng ta đã chính thức vào cái cuộc thi đua này, và chúng ta cũng thấy một cái nhiệt nó tỏa ra từ cái chương trình này, từ tất cả những anh chị đội nhóm ở đang hoạt động dưới thị trường, thật sự là rất là mạnh, đúng không ạ? Vâng, tuy nhiên thì chúng ta đang rất là làm tốt cái công việc, chúng ta đang hiểu rất là tốt cái giá trị của cái chương trình này mang lại cho toàn bộ đội nhóm của chúng ta. Anh chị đã hiểu rất là rõ rồi. Tuy nhiên thì có một cái phần mà em Phương thấy các anh chị đang có một chút khó khăn, đó là về cái cách chấm điểm cũng như là gửi lại những cái báo cáo cho công ty như thế nào. Thì em thấy phần này thì một số anh chị vẫn đang hơi gặp khó khăn, nên là em mong ngày hôm nay thì em cũng làm một cái video để hướng dẫn các anh chị làm sao chúng ta chấm điểm nó chính xác nhất, và làm sao chúng ta có thể là theo dõi, gửi báo cáo về cho công ty, tương tác giữa công ty và các anh chị trưởng ý với 3 sao nó dễ dàng hơn, đúng không ạ? Vâng, thế thì em bắt đầu ngay vào cái phần đầu tiên để giới thiệu cho các anh chị có thể nhìn đó. Rồi, các anh chị nhìn vào giữa em ở bên này, cái mục này ạ. Các anh chị nhớ lại trong một cuộc họp là công ty đã chia sẻ cho chúng ta thấy là chúng ta sẽ có 5 cái mục để chúng ta chấm điểm, đúng không ạ? Vâng, thì chúng ta sẽ đọc lại từng cái mục này để chúng ta sẽ nhớ được cái thời gian, đúng không ạ? Vâng, thế thì đầu tiên đó là các anh chị thấy cái mục số 1. Ở đây thì em đặt em sẽ nói là mục số 1 đến mục số 5 các anh chị nhé, để các anh chị có thể dễ hiểu. Vâng, thế thì các anh chị thấy cái mục số 1 đúng không ạ? Cái số 1 đó là số lượng điểm bán. Các anh chị khi mà đọc từng mục này á, các anh chị sẽ phải lưu ý riêng những cái điều này. Đây là em nói trước về cái tổng quan về những cái mục này. Xíu nữa em sẽ đi từng mục để các anh chị có thể hiểu là cái chấm điểm của từng mục thế nào. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải hiểu là cái thời gian của những cái này nó như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta hiểu một cái tổng quan trước. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có mục thứ nhất, đó là về số lượng điểm bán mới của các anh chị. Thì các anh chị lưu ý này, từ cái mục thứ nhất là số lượng điểm bán mới, mục số 2 là tổ chức đào tạo chuyển giao nhóm, mục thứ 3 là tổ chức OBB gia đình, mục thứ 4 là tổ chức đánh giá năng lực nhà phân phối ở điểm bán. Cái này chúng ta sẽ có những cái mốc thời gian tương ứng hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày và hàng tuần. Thì từ cái mục thứ 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 nhất đến cái mục thứ 4 này, cái người mà giám sát chấm điểm trực tiếp đó chính là trưởng ekip 3 sao, là những anh chị đang vận hành một cái doanh nghiệp tương đối lớn, và chính anh chị đã đăng ký với công ty, đăng ký với những bạn quản lý kinh doanh khu vực, thì các anh chị sẽ là người trực tiếp theo dõi và chấm điểm cái mục thứ nhất đến mục thứ 4 này. Các anh chị sẽ theo dõi như thế nào ạ? Các anh chị hiện nay là các anh chị đang tạo cái nhóm Zalo, các anh chị thông báo tới những trưởng nhóm, có thể gửi những hình ảnh, gửi những cái bảng đánh giá, những cái thông tin chấm điểm trong cái nhóm này, và chính các anh chị là những cái người sẽ chấm điểm từ mục thứ nhất đến mục thứ tư. Rồi, riêng cái mục thứ năm thì công ty sẽ là người trực tiếp công ty đổ dữ liệu từ hệ thống và chạy ra cái điểm cái mục thứ năm này cho anh chị, được không ạ? Vâng, thì cái thời gian mà nộp báo cáo về cho công ty thì chúng ta sẽ chốt một cái thời gian
đó là cái thời gian kết thúc cái tuần thứ tư của cái tháng đấy. Ví dụ như là tại vì hiện nay thì cái file báo cáo mà công ty gửi cho các anh chị trưởng cái ekip sao thì nó tính theo tuần, thì để dễ hơn trong cái tháng 7 này thì riêng cái tháng 7 này chúng ta sẽ kết thúc vào cái tuần sau 2 tuần thi đua, thì kết thúc vào ngày chúng ta sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 8 và sau ngày 2 tháng 8 thì các anh chị sẽ gửi lại báo cáo cho em, đúng không ạ? Vâng. Rồi, về đây là những cái thông tin tổng quan để các anh chị có thể lưu ý. Ở đây những cái thông tin mà quan trọng các anh chị cần lưu ý đấy ạ. Ở đây là em có ghi chú ra ạ. Cái mục thứ nhất, mục thứ hai, mục thứ ba, mục thứ tư thì các anh chị trưởng cái ekip 3 sao sẽ là người theo dõi chấm điểm và bản thân công ty sẽ là người sẽ rà soát ngẫu nhiên cái phần này. Ví dụ như là một ekip 3 sao có thể là công ty sẽ rà soát một tháng 1 đến 3 lần chẳng hạn, thì sẽ lấy một cái thời gian ngẫu nhiên nào đấy và công ty sẽ kiểm tra. Vâng, cái mục thứ năm thì công ty sẽ là người chạy ra từ hệ thống, chạy ra doanh số từ hệ thống và trưởng ekip 3 sao thì không cần quan trọng cái phần này, được không ạ? Rồi, cái thời gian nộp báo cáo thì mình sẽ kết thúc cái tuần thứ tư của cái tháng đấy, đúng không ạ? Riêng tháng 7 thì chúng ta bắt đầu từ ngày 21 thì chúng ta sẽ kết thúc cái sau 2 tuần thi đua, đó là sau ngày 2 tháng 8 là chúng ta được 2 tuần. Rồi, sau đây thì em sẽ lấy một cái ví dụ để các anh chị có thể dễ hình dung hơn trong cái cách mà chúng ta chấm điểm từng cái mục nó như thế nào, đúng không ạ? Vâng, thế thì ở đây em lấy một cái ví dụ về một cái danh sách mà đã nộp cho em. Thế thì các anh chị phải lưu ý giúp em ạ. Các anh chị có phải là trừ cái ba sao thì anh chị nộp cho em những cái danh sách như này, đúng không ạ? Ví dụ như là một tên trưởng ekip của anh chị này, tên bản thân các anh chị. Rồi, những trưởng nhóm kinh doanh mà các anh chị đăng ký với công ty. Thì các anh chị lưu ý đấy ạ. Trưởng nhóm kinh doanh này đã đăng ký với công ty thì chúng ta sẽ không thay đổi cái danh sách này nữa. Tức là danh sách này chúng ta sẽ cố định rồi. Và chúng ta sẽ không có sự thay đổi nào ở cái danh sách chúng ta nộp trước 17 giờ ngày 20 tháng 7, đúng không ạ? Vâng, thế thì ở đây có những cái thông tin các anh chị có thể thấy, đúng không ạ? Những cái thông tin này thì em lấy ví dụ thôi. Thì những cái thông tin này là những cái thông tin mà anh chị đã nộp cho em rồi. Thì em đã lưu trữ và theo dõi cùng với tất cả anh chị. Rồi, thế thì ở đây cái người mà trực tiếp theo dõi cái ekip này chính là Nguyễn Văn A, tức là bản thân trưởng ekip 3 sao của ekip 3 sao này, tức là anh Nguyễn Văn A, đúng không ạ? Rồi, ở đây em sẽ đi qua cái phần mà chấm điểm cái số lượng điểm bán mới. Số lượng điểm bán mới, đúng không ạ? Vâng, đầu tiên là em sẽ đi với cái phần đầu tiên, đó là về cái số lượng điểm bán mới cho các anh chị. Vâng, các anh chị có nhớ về cách chấm điểm về số lượng điểm bán mới không ạ? Vâng, thế thì ở đây em sẽ nhắc lại luôn là trưởng ekip 3 sao sẽ là người theo dõi cái này. Và sau hàng tháng, các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ theo dõi cái phần điểm bán mới. Này chúng ta sẽ theo dõi hàng tháng, đúng không ạ? Thế thì cứ kết thúc một tháng, trong ekip 3 sao của anh chị có thêm một điểm bán mới thì các anh chị sẽ được cộng một điểm, sẽ được cộng em một điểm, đúng không ạ? Có thêm 2 điểm các anh chị được cộng 2 điểm, có thêm 3 điểm các anh chị được cộng 3 điểm. Rồi, tới cái phần thứ hai mà trong cái mục này các anh chị có thể được thêm điểm, đó là anh chị có thêm một trưởng điểm bán mới thì anh chị cũng có thêm một điểm bán, một điểm nữa. Tức là nếu như mà có một cái điểm bán mới được sinh ra cùng với một trưởng điểm bán mới được sinh ra thì các anh chị sẽ được 2 điểm. Vâng, thế thì em lại quay lại cái ví dụ vừa nãy để các anh chị có thể là dễ hơn cho cái việc theo dõi của mình. Rồi,
Em lại quay lại cái thông tin vừa nãy đúng không ạ? Vào với ekip của anh Nguyễn Văn A vừa nãy. Rồi, em nói đơn giản, ví dụ như là cái thời gian là từ cái tuần đầu tiên của anh chị. Ví dụ như tuần đầu tiên, anh chị sẽ trong cái file mà anh chị đã gửi cho công ty á, tất cả những cái file mà công ty gửi ra mà anh chị đã nộp lại cho công ty á, là có các anh chị kéo ra phía sau là nó sẽ có cái thời gian theo dõi tuần như này đúng không ạ? Vâng, thế thì bây giờ chúng ta những cái ô này chính là những cái ô mà anh chị chấm điểm này ạ. Rồi, ở đây cái với cái mục điểm GMP mới trong tháng thì ví dụ như là trong cái tuần này, trong cái tuần này nếu như mà đội nhóm nào có khai trương điểm bán GMP mới thì anh chị cũng có thể ghi được điểm ở đây luôn rồi. Rồi, em nói đơn giản, ví dụ như là cái ô này là chính là cái ô mà chúng ta ghi điểm các anh chị nhé. Ví dụ em nói đơn giản, ví dụ chỗ anh Hoàng Bách, đây, đây là cái chỗ anh Hoàng Bách này. Anh ấy mở ra được thêm một cái điểm bán mới, là điểm bán nó ở huyện Crong Năng, Đắk Lắk đi. Ví dụ bây giờ cái điểm bán hiện tại là anh ấy đang ở thành phố Buôn Ma Thuột đúng không ạ? Anh ấy mở thêm được một cái điểm bán mới ở trong cái tuần này và anh ấy có thêm được một trưởng điểm bán mới. Thế thì ở dưới này các anh chị có thể ghi chú vào này. Ví dụ như cái cột này anh chị có thể ghi chú vào. Cái này là công ty thì công ty chỉ cần cái điểm ở đây thôi. Ví dụ như là ở đây các anh chị vừa nhớ không ạ? Vừa nãy là chúng ta đã có một điểm bán mới là chúng ta được thêm một điểm và một trưởng điểm bán mới là chúng ta thêm được một điểm nữa. Thế thì ở đây anh Hoàng Bách anh ý ở trong cái nhóm anh ý là tách ra được thêm một điểm và có một trưởng điểm bán mới, thế thì anh ý được hai điểm ở phần này. Rồi chúng ta ghi vào đây là hai điểm. Rồi các anh chị khi mà theo dõi, các anh chị có thể ghi chú vào để cho dễ trong cái việc mà chúng ta theo dõi hơn. Ví dụ như là anh chị ghi chú ở cái ô này là anh Bách mở một điểm bán mới tại xã gì đấy, huyện Crong Năng, Đắk Lắk. Rồi, trưởng điểm bán mới là ví dụ như là chị Nguyễn Thị Huyền đi. Rồi, vào ngày 25 tháng 7. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể ghi chú này. Công ty thì công ty chỉ lấy điểm ở trên này thôi. Và nếu như khi nào công ty kiểm tra thì công ty sẽ hỏi các anh chị là cái điểm bán này ở đâu. Thì khi mà các anh chị ghi chú như vậy thì có phải là các anh chị chỉ cần lấy ra các anh chị gửi cho công ty đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì các anh chị chỉ cần lấy ghi chú này, các anh chị gửi lại là đây này, anh Bách này anh ấy có thêm được một cái điểm bán mới ở huyện Crong Năng, và chị trưởng điểm bán mới là chị Huyền và mở vào ngày 25 tháng 7. Thế là chúng ta đã có ngay được một điểm cho GMP mới và một điểm cho trưởng điểm bán mới. Rồi, đúng không ạ? Rồi, thế trong tuần này, với nhóm thứ hai là nhóm của anh Lâm Viên. Nhóm anh Lâm Viên thì lại không có điểm bán mới, cũng không có trưởng điểm bán mới nào cả. Thì chúng ta không có điểm nào. Tương tự, ví dụ như anh Chí Quân, cái phần điểm GMP mới này không có, không có trưởng điểm bán mới nào, thì ở chúng ta để là không. Rồi, thế thì anh Hoàng Việt cũng không có, chúng ta để là không. Anh Cộng Hòa không có thì chúng ta để là không. Cuối cùng lại có anh Hòa Bình. Thế thì anh Bình này trong cái tháng đấy, bản thân của anh Bình luôn nha các anh chị nhé, bản thân của anh Bình trong cái tuần này, bản thân của anh Bình có mở thêm được một điểm bán mới và anh Bình chính là người vận hành luôn. Thế thì ở đây chúng ta sẽ được tính mấy điểm ạ? Chúng ta sẽ được tính là một điểm, bởi vì ở đây chỉ có được một điểm phần GMP mới thôi. Tại vì anh Bình anh ý là người trưởng điểm bán cũ rồi, nhưng anh chỉ được một điểm thôi, đúng không ạ? Thế thì chúng ta ở dưới này chúng ta lại ghi chú thêm là anh Hòa Bình mở thêm một điểm bán ở Đà Lạt chẳng hạn. Đấy, vào ngày 26 tháng 7. Rồi, đấy, chúng ta ghi chú như thế. Thì rất là dễ trong cái việc mà chúng ta theo dõi, đúng không ạ? Vâng, rồi đó là cái phần điểm GMP mới trong tháng, rất là dễ hiểu đúng không anh chị? Rồi, qua cái phần thứ hai mà chúng ta sẽ chấm điểm, đó là cái phần mà tổ chức đào tạo chuyển giao nhóm. Rồi, cái phần tổ chức đào tạo
chuyển giao nhóm này. Thì các anh chị trưởng ekip 3 sao chúng ta sẽ theo dõi là phát hàng tuần. Tức là chúng ta sẽ chấm điểm hàng tuần các anh chị nhé. Rồi, chúng ta chấm điểm hàng tuần thì như thế này. Chấm điểm hàng tuần thì các anh chị có thể đây, đây là vào lại quay lại chúng ta sẽ đọc lại cái quy định trước. Rồi, đây các anh chị đọc với em ạ. Trong tuần nhóm nào, tức là trong cái những cái nhóm kinh doanh của anh ekip Nguyễn Văn A kìa, nhóm nào có lịch đào tạo và có hình ảnh thực tế thì sẽ được cộng một điểm, được không ạ? Cứ có lịch đào tạo và có hình ảnh đào tạo thực tế thì sẽ được cộng một điểm. Rồi, nếu như mà có nộp video quay lại cái buổi đào tạo này và gửi lên website của công ty thì sẽ được một điểm nữa. Cái đoạn video này thì các anh chị có thể là quay trong cái quá trình mà chủ giảng đang đào tạo, thì các anh chị là có thể quay lại một cái đoạn video ngắn tầm độ khoảng 5 phút thôi là ok rồi. Sau đó các anh chị vào cái đường link này để các anh chị đưa cái video này lên cái website thì các anh chị sẽ được cộng thêm một điểm nữa. Tức là ở đây tối đa của chúng ta một nhóm kinh doanh sẽ được tối đa là 2 điểm một tuần nếu như nhóm kinh doanh này có đào tạo thực tế, có hình ảnh và có nộp video là sẽ được tối đa 2 điểm. Ở đây các anh chị hay bị nhầm này ạ. Các anh chị lưu ý là nhóm kinh doanh nào có lịch đào tạo và có hình ảnh là được 1 điểm đấy các anh chị. Tức là chúng ta đào tạo nhiều lần thì chúng ta cũng được 1 điểm đó ạ. Ở đây là chúng ta hãy tập trung về cái mục tiêu mà cuối cùng mà chúng ta mong muốn đạt được đấy ạ. Thì chúng ta đừng có quá quan trọng vào cái phần điểm này. Tức là các anh chị, khi mà các anh chị ở đây là các anh chị phải làm sao lan tỏa được cái tinh thần là chúng ta đi đào tạo, chuyển giao ở những đội nhóm, được không ạ? Vâng, thế thì chúng ta lại quay lại cái file mà chúng ta sẽ theo dõi. Vâng, các anh chị nên nhớ là cứ tối đa là một nhóm nếu như mà có lịch đào tạo, có hình ảnh cộng với phần video nữa thì chúng ta sẽ được 2 điểm tuần đấy, được không ạ? Rồi, cái phần này, đây, rồi chúng ta sẽ đi vào cái ô tổ chức đào tạo này. Rồi, đầu tiên với nhóm của anh Hoàng Bách. Rồi, em nói ví dụ đơn giản, ví dụ nhóm của anh Hoàng Bách đúng không ạ? Nhóm của anh Hoàng Bách, các anh chị có thể là, ví dụ như nhóm của anh Hoàng Bách, trong ngày, mình hoàn toàn có thể ghi chú vào. Anh Hoàng Bách. Lên lịch và đào tạo vào lúc 7 giờ, xin lỗi, khoảng 9 giờ đi, 9 giờ ngày 25 tháng 7. Rồi, và có nộp video. Vâng, rồi đó ạ. Rồi, thế thì cái phần này là anh Hoàng Bách vừa có điểm ở cái phần là lên lịch đào tạo, vừa có nộp video. Thì ở đây anh Hoàng Bách là đã được là 2 điểm rồi này. Vâng, ở đây là được 2 điểm tại vì tối đa là 2 điểm đúng không ạ? Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần của ví dụ như của anh Lâm Viên đi. Rồi, anh Lâm Viên. Có tổ chức đào tạo nhưng không nộp video. Rồi, không nộp thì được mấy điểm ạ? Được 1 điểm đúng không ạ? Vâng, đấy. Tức là có đào tạo là được 1 điểm. Bất cứ thành viên nào ở trong nhóm đào tạo đều được tính các anh chị nhé. Các anh chị lưu ý, chứ không phải là cứ phải là trưởng nhóm đào tạo thì mới được tính các anh chị nhé. Ví dụ như là trong nhóm của anh Lâm Viên này có 10 thành viên đi. Đó, nhưng mà ví dụ thành viên bất kỳ ở trong nhóm của anh Lâm Viên đào tạo thì chúng ta vẫn được tính điểm các anh chị nhé. Tức là không bắt buộc phải là anh Lâm Viên đào tạo thì mới được là tính một điểm ở đây. Mà có khi là một nhà phân phối nào ở trong đấy có kỹ năng tốt, họ đứng ra đào tạo chuyển giao thì vẫn được tính, đúng không ạ? Vâng. Rồi,
cái phần ví dụ rồi tiếp theo, ví dụ anh Chí Quân này không tổ chức đào tạo, không quay video thì không được điểm. Rồi ví dụ như anh Hoàng Việt không tổ chức, không được điểm. Rồi nhóm của anh Cộng Hòa vừa đào tạo, vừa có đào tạo, vừa chụp hình, vừa quay video thì được 2 điểm. Rồi anh Hòa Bình thì có đào tạo nhưng lại không được video thì được mấy ạ? 1 đúng không ạ? Rồi đấy, đơn giản đấy thôi ạ. Rồi thế là xong cái phần tổ chức đào tạo chuyển giao nhóm đúng không ạ? Rồi cái phần tiếp theo chúng ta sẽ chấm điểm, đó là cái phần về tổ chức OP gia đình. Vâng, cái phần này thì trưởng ekip 3 sao, các anh chị lưu ý là các anh chị sẽ theo dõi hàng ngày giúp em nhé. Cái này chúng ta sẽ theo dõi hàng ngày đúng không ạ? Vâng, thế thì trong cái nhóm kinh doanh của ekip 3 sao của anh chị, cứ bất cứ thành viên nào có tổ chức OP gia đình thì đều được tính điểm cho cái nhóm đấy. Tổ chức một hay là nhiều lần trong ngày thì cũng đạt 1 điểm đúng không ạ? Nhưng mà không tổ chức thì không được điểm nào hết. Vậy thì tối đa một nhóm một ngày sẽ là được 1 điểm đúng không ạ? Ngày nào tính điểm ngày đấy. Anh chị hiểu xem nhá. Nhớ ạ, trưởng ekip 3 sao thì chúng ta sẽ đào phát hàng ngày. Trong nhóm kinh doanh, cứ bất cứ thành viên nào trong nhóm có tổ chức OPB gia đình thì chúng ta sẽ được 1 điểm cho nhóm đấy. Và tổ chức một hay nhiều lần thì chúng ta cũng chỉ đạt 1 điểm thôi, nhưng mà không tổ chức thì không đạt điểm đúng không ạ? Rồi tối đa là 1 điểm. Rồi chúng ta lại quay lại cái file vừa nãy. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái mục là mục tổ chức OP gia đình. Rồi cái mục tổ chức OP gia đình này thì ví dụ như là về anh Hoàng Bách. Vâng, ví dụ anh Hoàng Bách, chúng ta sẽ tính từng ngày các anh chị nhé. Ví dụ như là ở đây các anh chị có thể ghi chú ra, ví dụ như là nhóm của anh Hoàng Bách tổ chức OB gia đình tất cả từ 21 đến 27 tháng 7. Rồi các anh chị theo dõi này bằng cái gì ạ? Bằng cái nhóm Zalo mà vừa nãy em có chia sẻ ở đầu giờ đấy. Tức là chúng ta sẽ lập một cái nhóm Zalo, sau đó các anh chị nói những trưởng nhóm của mình gửi những cái hình đại diện, một hình cho các anh chị nhé. Chỉ cần gửi một hình vào cái nhóm đấy thôi. Hiện nay thì em thấy là các anh chị khi mà các anh chị đi thì các anh chị chụp rất là nhiều hình, nhưng mà ví dụ như để dễ trong cái việc mà chúng ta quản lý thì các anh chị nói những trưởng nhóm của mình thì cần gửi một cái hình tổ đại diện để chúng ta chấm điểm được cái ngày đấy thôi. Và khi mà chúng ta gửi hình thì chúng ta ghi rõ là ví dụ như tổ chức OP gia đình nhóm nào tổ chức ngày bao nhiêu đấy, thì để cho các trưởng ekip dễ trong cái việc là chấm điểm. Rồi thế thì quay lại cái chấm điểm này của nhóm anh Hoàng Bách. Vâng, thế thì nhóm anh Hoàng Bách tổ chức đều tất cả các ngày trong tuần thì có 7 ngày. Thế thì có bao nhiêu điểm các anh chị? Vâng, chính xác rồi đấy ạ. Chúng ta sẽ có là 7 điểm. Tức là mỗi ngày là chúng ta nếu như có tổ chức là sẽ được 1 điểm. Vậy thì 7 ngày chúng ta sẽ được 7 điểm. Rồi, đúng không ạ? Rất đơn giản. Rồi, ví dụ như là nhóm của anh Lâm Viên. Rồi, nhóm của anh Lâm Viên. Nhóm anh Lâm Viên thì gửi báo cáo lên cho các anh chị là các chị thấy là nhóm của anh Lâm Viên là chỉ có tổ chức OB gia đình ngày bao nhiêu ạ? Tự nhiên là ngày 21, 22 tháng 7 thôi. Vâng, thế thì được bao nhiêu điểm ạ? Vâng, tuần này thì nhóm anh Lâm Viên chỉ được 2 điểm thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà em nghĩ những cái phần này thì chúng ta rất là dễ lấy điểm. Bây giờ là chúng ta, nếu như mà chúng ta những hoạt động này là những cái hoạt động mà cơ bản nhất trong quá trình mà chúng ta đi kinh doanh, nếu như chúng ta không làm thì chắc chắn là doanh số chúng ta rất là khó mà đạt được những cái doanh số như kỳ vọng, đúng không anh chị? Vô tình ở đây là công ty đang mong muốn là làm sao tạo cho anh chị những cái thói quen thực sự là tốt đấy ạ. Vâng,
Ở đây là em chỉ lấy ví dụ là chúng ta được ít điểm thôi, nhưng mà em nghĩ với cái tinh thần của anh chị hiện tại thì những cái phần này là chúng ta đều làm tối đa cái điểm mà chúng ta đã được, đúng không ạ? Quyết tâm anh chị nhá. Vâng, thế thì tiếp đến nhóm anh Chí Quân, ví dụ như nhóm anh Chí Quân mà trong 7 ngày đều làm tốt thì chúng ta được 7 điểm, đúng không ạ? Rồi, ví dụ nhóm anh Hoàng Việt không ai làm gì cả, không ai làm gì cả trong 7 ngày thì chúng ta không điểm, ví dụ thế. Rồi, nhóm của anh Cộng Hòa cũng tương tự, ví dụ như không ai làm, không ai báo cáo, không có điểm. Nhóm anh Hòa Bình, mọi người đều làm tốt, được 7 điểm, đúng không ạ? Ôi, đơn giản đúng không ạ? Rất là đơn giản. Có làm thì được 1 điểm, không có làm thì không được điểm nào. Rồi, chúng ta sẽ qua cái phần đánh giá năng lực nhà phân phối trong điểm bán. Vâng, thế thì cái này, cái người đánh giá cái năng lực nhà phân phối ở trong điểm bán này cũng chính là những cái anh chị trưởng trưởng nhóm. Người theo dõi mà đánh giá gửi về công ty là các anh chị trưởng ekip 3 sao. Nhưng mà cái người mà tổ chức đánh giá này để nộp về lại cho trưởng ekip 3 sao đó chính là anh chị trưởng nhóm. Các anh chị nhé. Rồi, các anh chị trưởng nhóm hàng tuần sẽ có làm một cái bảng đánh giá. Ô, đánh giá về những cái mà chúng ta đã được học cho phần 1 hoặc phần 2. Chúng ta ví dụ như đánh giá năng lực của nhóm phân phối về phần 1, về những cái kỹ năng mà nhóm phân phối của mình ở trong điểm bán của mình đang vận hành, yếu cái nào, mạnh cái nào, đúng không ạ? Cứ có đánh giá là các anh chị sẽ đạt được điểm, còn không có đánh giá là các anh chị sẽ không được điểm, đúng không ạ? Và các anh chị nhớ nhé, có đánh giá thì chúng ta sẽ có điểm, không có đánh giá thì chúng ta sẽ không có điểm. Và thế thì tối đa chúng ta sẽ được một nhóm, chúng ta sẽ được 1 điểm. Nhưng mà anh chị lưu ý ạ, ở đây chúng ta tối đa được 1 điểm, nhưng mà anh chị thấy được cái giá trị gì không ạ? Khi mà bản thân các anh chị lưu ý này, ví dụ như là bản thân các anh chị có những cái sự rà soát này, có những sự rà soát hàng tuần như vậy, anh chị biết được cái đội ngũ nhân sự của mình tại điểm bán của các anh chị, tại cái doanh nghiệp của anh chị đang vận hành ấy. Ví dụ như là các anh chị biết được điểm nào yếu, điểm nào mạnh này, có phải là các anh chị sẽ ngay lập tức đưa ra những cái biện pháp, có ngay những cái phương pháp là giúp cho nhà phân phối của mình ít nhất là cũng cải thiện được những cái điểm yếu đấy một phần nào, đúng không ạ? Thì các anh chị hình dung là nếu như mà chúng ta cứ theo dõi hàng tuần như vậy từ giờ đến hết cái cuộc thi này, và thậm chí là tạo một cái thói quen mãi mãi sau này cho các anh chị, cho cái doanh nghiệp của anh chị, thì anh chị nghĩ là nhà phân phối của mình có phải càng ngày sẽ càng hoàn thiện được bản thân của mình hơn không ạ? Chắc chắn là như vậy rồi, đúng không ạ? Vâng, đó là những cái điều mà công ty đang mong muốn các anh chị tập trung hết sức vào cái phần này đấy ạ. Rồi, thế thì chúng ta lại quay lại cái file báo cáo của chúng ta. Rồi, đó là phần đánh giá năng lực. Rồi, cái phần đánh giá này, đây em là ví dụ. Trong cái tuần này, anh Hoàng Bách có đánh giá các thành viên nhóm nhỏ. Rồi, có đánh giá như vậy là đội nhóm của anh Hoàng Bách là đã được 1 điểm rồi đấy ạ. Đấy, đơn giản đấy thôi. Rồi, đội nhóm của anh Lâm Viên. Ví dụ nhỉ, anh Lâm Viên không đánh giá. Vâng, thế thì không đánh giá như vậy thì có được điểm không ạ? Không được điểm, đúng không ạ? Vâng, thế thì tương tự, anh Chí Quân có đánh giá là được 1 điểm. Có đánh giá được 1 điểm, không đánh giá được 0 điểm. Không đánh giá được 0 điểm. Được không ạ? Vâng, rất là đơn giản. Cái phần này đơn giản đấy thôi ạ. Rồi, cái phần thứ 5, vừa nãy em có chia sẻ rồi đúng không ạ? Cái phần này thì công ty sẽ dựa vào cái doanh số của từ hệ thống thực tế của công ty. Công ty sẽ chạy ra và các anh chị sẽ lưu ý ạ, cứ 10 lon doanh số tăng thêm thì các anh chị sẽ được cộng thêm 1 điểm cho cái phần tăng trưởng này. Tức là nguyên cái cột này các anh chị để trống với anh ạ. Cái cột này thì các anh chị cứ để công ty giải quyết và các anh chị cứ để công ty lo.
công ty đó. Và đấy, phần này thì chúng ta không cần phải theo dõi, bản thân công ty sẽ là người chạy cái doanh số và sẽ là người chấm điểm cho anh chị. Rồi, thế thì khi mà các chị theo dõi, đây là tuần thứ nhất này. Tương tự qua đây chúng ta sẽ có tuần thứ hai, đúng không ạ? Rồi đến tuần thứ ba, tương tự thế, anh chị điền vào cho mình những cái ghi chú, những cái điểm như vậy. Thì bản thân công ty sẽ cần những cái điểm này của anh chị để có thể là tổng kết lại. Và sau 3 tháng thì xem đội nhóm nào sẽ là những đội nhóm hoạt động tốt, đúng không ạ? Vâng, rất là đơn giản phải không anh chị? Không có gì phức tạp cả. Vâng, thế thì em cũng xin nhắc lại một lần nữa cái thông điệp mà từ phía công ty gửi đến cho anh chị là làm sao các anh chị phải vẫn tận dụng được cái chương trình thi đua này để các anh chị phát huy được những cái thế mạnh của mình, làm cho cái đội nhóm của mình vững chắc hơn, rồi mở rộng cái địa bàn hoạt động của mình hơn, cố gắng là làm sao tạo được một cái hệ thống điểm bán vững chắc ở dưới địa phương. Thì với những cái đội nhóm nào mà có những điểm bán vững chắc, chắc chắn là doanh số mang về sẽ rất là bền. Và cái chương trình thi đua này kết thúc sau 3 tháng. Tuy nhiên, khi mà các anh chị làm đều, làm đủ, làm đúng, thì cái doanh số nó sẽ mang về cho các anh chị có phải là 3 tháng không ạ? Tất nhiên là không phải, đúng không ạ? Nó sẽ mang về cho anh chị một cái thời gian rất là dài phía trước, mang về cho anh chị những cái thu nhập tốt hơn, mang về cho những nhà phân phối thuộc hệ thống anh chị những cái thu nhập bền vững. Cái đó mới chính là những cái điều mà chúng ta cần phải hướng tới. Chứ còn giải thưởng cuộc thi này thì nó thực sự, nếu như mà các anh chị cân đo đong đếm thì nó sẽ không nhằm nhò gì so với những cái khoản mà các anh chị đạt được ở phía trước, đúng không ạ? Những cái điều mà chúng ta đạt được, những giá trị bền vững, đó mới chính là những cái điều mà chúng ta sẽ cần phải hướng tới, đúng không ạ? Vâng, thế thì ở ngày hôm nay thì em sẽ làm một cái video như vậy gửi tới các anh chị, để các anh chị làm sao có thể dễ hơn trong cái việc là theo dõi, chấm điểm những cái đội nhóm của mình. Thì em hy vọng cái video này sẽ có những thông tin bổ ích. Còn trong cái quá trình mà các anh chị có khó khăn trong cái hoạt động mà chấm điểm, cũng như là có những câu hỏi cần hỏi thêm, cứ nhắn tin cho em sẽ trả lời tất cả anh chị. Được không ạ? Cứ nhắn tin cho em Phương, và em Phương luôn đồng hành và hỗ trợ cho tất cả anh chị trưởng đại và sao, những chị trưởng nhóm, nhà phối của Liên Minh Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn và xin chúc tất cả anh chị sẽ có một cái kết quả thật sự viên mãn và quyết tâm đạt được những cái mục tiêu trong tương lai, đúng không ạ? Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị.